thì không ăn. Đứa thì không có sữa mà uống, đứa thì nhổ sữa ra, ướt hết giường. Đúng chưa? Đứa thì không có sữa để uống, đứa thì nhổ sữa ra. Chửi xong rồi im lặng hả? Thanh Minh gì? Thanh Minh gì? Không nói chuyện luôn, xít luôn. Xít luôn. Hay hớp lắm á. Gì nữa, sai rồi, sai rồi, lừa ra rồi. À cái gì? Chửi ra, chửi ra, ăn không ăn kêu ca gì?